trong cái quy trình chăm sóc da của chúng ta ấy, thì việc đắp mặt nạ là một cái điều mà thiết yếu chúng ta cần phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất là nhiều các cái loại mặt nạ khác nhau, và những cái loại mặt nạ này đều có vai trò hỗ trợ điều trị mụn, cấp ẩm, làm trắng sáng da và chống lão hóa da rất là tốt. Hơn thêm, thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các loại mặt nạ khác nhau, ví dụ như là mặt nạ giấy này, mặt nạ dạng gel, dạng kem, mặt nạ sủi bọt hay là mặt nạ dạng bột. Tuy nhiên thì nó sẽ được chia làm hai cái loại chính, đó là các cái loại mặt nạ giúp thải độc làm sạch và các cái loại mặt nạ dưỡng cấp ẩm. Bên cạnh những cái mặt nạ có sẵn trên thị trường thì chúng ta có thể tự làm những mặt nạ tại nhà đắp mà có hiệu quả rất là tốt. Ví dụ như mặt nạ khoai tây sữa chua này, mặt nạ khoai tây sữa tươi cũng được, hoặc là mặt nạ chuối và mật ong vào mùa đông này cũng rất là tốt này. Hôm nay thì Dung sẽ hướng dẫn mọi người là cách làm mặt nạ. Nguyên liệu của nó sẽ bao gồm khoai tây và sữa chua không đường. Khoai tây ấy, thì chúng ta chọn củ vừa phải thôi, và chúng ta hấp cách thủy hoặc là chúng ta luộc lên cũng được, tùy từng khuôn mặt mà chúng ta sẽ lấy một cái lượng khoai tây vừa đủ. Ví dụ như thường thường thì chúng Dung sẽ cần khoảng 2 thìa. Chúng ta lấy cái lượng sữa chua không đường làm sao mà để cho khi mà vào khoai tây thì nó sẽ ra một cái hỗn hợp nhuyễn và hơi sệt sệt một chút. Cố gắng làm sao dằm được khoai tây càng nhuyễn càng tốt. Trong quá trình chúng ta sử dụng mặt nạ thì tùy từng cái loại mặt nạ đối với từng loại da mà chúng ta có lưu ý khác nhau thì chúng ta nên sử dụng một tuần chỉ 2 đến 3 lần thôi. Chỉ nên đắp từ 15 cho đến tối đa là 30 phút thôi. Cần phải làm sạch da bằng cách là tẩy trang này, rửa mặt và chúng ta lên tẩy da chết. Chúng ta cần phải mua những cái loại mặt nạ có thương hiệu, có uy tín ở trên thị trường, và chúng ta cũng cần phải tìm những cái địa điểm mà nó thực sự là chất lượng.